em mình là 8 độ, hôm nay mình đón anh trai sang độ bảo hôi ô tô lên cổ xoắn cho Bentley 302. Cái con bô này thì lổ rất rát và anh có nhu cầu là lổ trầm màu hơn. Thì anh em nghe trước khi lắp bảo hôi và sau khi lắp bảo hôi nó như thế nào. Bảo hôi ô tô cộng với tiêu rút trong nên con Bentley 302, em nghe thử tiếng bô. Tiếng của nó thì êm hơn rất nhiều anh em nhé, nó không bị xé mà không bị rát đâu đấy nữa, tiếng nó vẫn to nhưng mà tiếng nó trầm hơn rất nhiều rồi. Lúc đấy thì thật sự luôn là nếu mà anh em nghe ở ngoài đời thật sự ấy, thì lên vòng tua tầm ở 6-7 nghìn, tức là bục hết màng nhĩ luôn, kinh khủng khiếp. Bây giờ nó vẫn to nhưng mà tiếng của nó trầm hơn rất nhiều. Ok, cảm ơn tất cả em.